À, quý vị và các bạn à, hôm nay có khỏe không? À, tôi là Đăng Quang đây. Hôm nay á, thì Quang sẽ chia sẻ một cái vấn đề là bạn bè. Ở đây à, mình sẽ lọc bớt những cái bạn bè mà không có hình thật ha. Ở ví dụ vào trong đây. Đây rất là nhiều đây những người thật ha. Rồi qua đó mình coi có những cái gì như bán hàng hay là quần áo thời trang rồi đó, thấy không? Đây, này đấy, đồ năn trung rồi đó, đủ thứ. Không biết vì sao lại không dám, không có nhiều người cũng, đây, hello, họ nói là cái đó cái thương hiệu của họ hay là gì đó, thì họ thích để vậy. Tại cái này trang trang cá nhân, thì anh sẽ, ăn phép là sẽ lọc. Thì cái phần mềm đó để lọc là như thế nào thì giờ quý vị sẽ nhìn Quang sẽ làm cái thao tác cho quý vị xem ha. Rồi ở đây nè nó rất là nhiều đúng không, bây giờ mình sẽ lọc ra đấy, thấy không, nó thực chất nó tìm ra nè. Thật ra có nếu mà 4.000 mấy vậy là nó sẽ có 1.000 người nó sẽ là người ẩn danh hay là gì đó nghe không. À, nhưng mà cái đó anh dùng cái hệ thống khủng hơn nữa. À, đó là phần mềm mình bỏ tiền ra mình mua đến vài triệu để mình lọc thì nhanh lắm ha. Nhưng mà thôi cái này lọc để hướng dẫn vị lọc cơ bản thôi nha. Lọc vậy cũng được rồi. Phải không? Rồi Minh Tiến nè, không biết lấy gì đây, Trần Mai Huỳnh nè. Đó. Đó, mình cứ chọn ha, chọn sẽ qua đây mình sẽ delete thôi. Nha, mà phần mềm này rất là tiện lợi ha. Thì đây. Quan không biết chứ không lấy hình thật thì Quan sẽ delete thôi. Nha, còn cái chuyện người đó có hoạt động hay không là còn là vấn đề sâu hơn nữa ha. Đấy. À, mỗi tuần lọc 10 người thôi. Đấy, Vương mình ha. Nhiều lắm. 2, 4, 6, 8 rồi đó, 9 nè. Nhiều người không có để hình luôn ha. Không biết là họ để làm spam hay làm gì mình không hiểu. À, anh Tú nè, cái này biểu tượng như nè. À, bạn không biết, nói chung có người thấy hình người thì mình để, nếu muốn mình còn lọc chuyên sâu nữa ha. Rồi, 12 người luôn đi. Nhiều lắm anh chị ha. Lọc bớt để dành cho những anh chị, những người bạn bè mới và cùng nhau để hiểu biết và cần những sự chia sẻ tốt hơn nha. Đấy, đôi khi họ spam nó bởi nhiều nhiều cái nhiều vấn đề khó nói lắm ha, hay là họ bán họ kinh doanh quần áo đủ thứ đây nè. Thôi vô đây đủ rồi ha. Bây giờ sau khi lựa chọn này đó không thì mình sẽ chọn ra được mười mấy người rồi. Đây nè, 12, 13, 14 người. 14 người giờ mình chỉ cần nhấn nút là remove friend. Thì mình nick là are you sure want to remove không? Bạn có chắc chắn bạn muốn bỏ được những cái người bạn này không? Rồi mình nick vô thì nó chạy. Rồi nên mình đóng nó, đóng thôi. Xong Phoenix. Rồi ok đó, như vậy là Quang đã dẫn dấu vị lọc nhanh ha. Quang ứng dụng đây nó xuống bớt rồi ha. Đó mình lọc bớt những người không có hình ảnh này nọ để muốn mình chừa cho những anh chị khác vào ha, những người có hình rõ ha. Rồi đó là người thật đó, chỉ là cần vậy thôi nha. Rồi đó là cái phần bài Quang đã chia sẻ dấu vị. À quên, thì ứng dụng đó là gì, thì ứng dụng đó là trong cái phần đầu hồi nãy nó cũng đã nói lên cho quý vị đó. Đây này, đây friend removal delete Facebook nha. Bây giờ quý vị sẽ vào trong phần add on đó nha, không thấy vừa ra Google search cũng được không, có đường nào làm cũng được ha. Đây tôi hướng dẫn cho ra Google.
Gom thôi mình vô phần tiện ích mình đánh thẳng luôn. Vì đánh dùng quan là fan removal. Thấy không? Rồi, mà khoan, vậy nó không hiểu đâu. Mình bị thêm chữ này dùng quan. Đó. Đây. Thấy không? Click vào. Được chưa? Đó. Được chưa? Đó là cái ứng dụng nè ha. Ở quý vị nào mà cần thì quan sẽ sao chép rồi quan sẽ rút ngắn lại cho quý vị gõ dưới phần mô tả ha, để quý vị khỏi tìm trên Google ha. Được chưa? Đấy, một sự tiện lợi, rất là tiện lợi quý vị ha. Đó là cái mà quan đang làm này. Đó, quan sẽ mở lên nè. Đó, thấy chưa? Rồi, tắt tính năng này. Thấy không? Đó, ok. Đó, như vậy là quan đã chia sẻ với quý vị cái cách để mình lọc bạn bè ha. Còn những người thật việc thật vậy đó thì thôi mình để, thấy không? Đấy, đó là những người bạn của mình ha. Rồi. À, như vậy bài chia sẻ quan chia sẻ nhanh của anh đến đây về cái ứng dụng này lọc fan bạn bè đến đây là kết thúc. Quý vị thấy bài chia sẻ hay và giá trị thì hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới từ quan chia sẻ, và like và share để cho cộng đồng chúng ta nhiều người biết đến, để biết cách lọc tương tác bạn bè ở trên Facebook. Một lần nữa chào quan gửi lời cảm ơn quý vị đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào cái video hướng dẫn tiếp theo của Hành Văn Thanh Quang. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.